Kính chào quý phụ huynh, cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con cùng đến chủ đề 34, gửi lời chào lớp 1. Cô và các con cùng đến với bài 2, gửi lời chào lớp 1. Các con hãy quan sát tranh và cho biết các bạn nhỏ đang làm gì. Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì nào? À đúng rồi, các bạn nhỏ trong tranh đang nói lời chào tạm biệt với cô giáo của mình. Các con biết không, khi hết lớp 1, các con sẽ nghỉ hè. Trước khi đi nghỉ hè, các con nên nói lời tạm biệt, cảm ơn cô giáo lớp 1 đã dạy mình. Và sang năm lớp 2, các con sẽ gặp gỡ cô giáo mới. Ngoài việc nói lời chào tạm biệt cô giáo lớp 1, các con còn có lời nói chào với những ai và nói như thế nào? Mời các con cùng tìm hiểu qua bài thơ. Gửi lời chào lớp 1. Bây giờ cô trò mình cùng đọc bài nhé. Gửi lời chào lớp 1. Lớp 1 ơi, lớp 1. Đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Chào bảng đen, cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen. Tất cả chào ở lại, đón các bạn nhỏ lên. Chào cô giáo kính mến, cô sẽ xa chúng em, làm theo lời cô dạy. Cô sẽ luôn ở bên. Lớp 1 ơi, lớp 1, đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Hữu tưởng, theo Marussia đi học, Ebenezer Suwat, Khánh Như dịch. Bây giờ, cô trò mình cùng luyện đọc những từ khó có trong bài nhé. Lớp 1. Lớp 1. Đón. Đón. Năm trước. Năm trước. Tiến bước. Tiến bước. Thân quen. Thân quen. Kính mến. Kính mến. Bây giờ các con hãy đọc lại những từ đã thể hiện trên bảng nhé. Lớp 1, đón, năm trước, tiến bước, thân quen, kính mến. Các con vừa đọc cùng cô và đọc lại luyện đọc các từ khó. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách đọc ngắt nghỉ hơi. Trên bài, cô đã thể hiện những dấu vạch đỏ. Bây giờ, cô trò mình cùng đọc lại nhé. Gửi lời chào lớp 1. Lớp 1 ơi, lớp 1. Đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Chào bảng đen, cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen. Tất cả chào ở lại, đón các bạn nhỏ lên. Chào cô giáo kính mến, cô sẽ xa chúng em, làm theo lời cô dạy, cô sẽ luôn ở bên. Lớp 1 ơi, lớp 1, đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Hữu tưởng, theo Marussia đi học, Ebenezer Suwat, Khánh Như dịch. Các con cho cô biết bài thơ này gồm có bao nhiêu dòng thơ? À, cô cũng vừa đếm được, bài thơ có 16 dòng thơ. Rồi, các con cho cô biết bài thơ này có bao nhiêu khổ thơ? À, bài thơ này có 4 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất, khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba, khổ thơ thứ tư.
Bây giờ cô trò mình cùng luyện đọc từng khổ thơ một nhé. Gửi lời chào lớp 1. Lớp 1 ơi, lớp 1 đón em vào năm trước. Này giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Trong khổ thơ này có từ chia tay, có nghĩa là tạm biệt để không gặp lại nhau nữa. Cô trò mình cùng luyện đọc tiếp ở khổ thơ thứ hai. Chào bảng đen cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen, tất cả chào ở lại, đón các bạn nhỏ lên. Trong khổ thơ này có từ thân quen, có nghĩa là chỗ ngồi rất thân thiết với chúng ta hàng ngày và cảm thấy rất là quen thuộc. Tiếp tục chúng ta luyện đọc ở khổ thơ thứ ba. Chào cô giáo kính mến, cô sẽ xa chúng em, làm theo lời cô dạy, cô sẽ luôn ở bên. Trong khổ thơ này có từ kính mến, có nghĩa là thể hiện lòng tôn kính của mình, mến yêu của một người đối với thầy cô giáo. Chúng ta cùng đọc tiếp khổ thơ thứ tư. Lớp 1 ơi, lớp 1 đón em vào năm trước. Này giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Hữu tưởng theo Marussia đi học. Evgeny Suat, Khánh Như dịch. Bây giờ cô trò mình luyện đọc lại cả bài nhé. Gửi lời chào lớp 1. Lớp 1 ơi, lớp 1 đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Chào bảng đen cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen, tất cả chào ở lại, đón các bạn nhỏ lên. Chào cô giáo kính mến, cô sẽ xa chúng em, làm theo lời cô dạy, cô sẽ luôn ở bên. Lớp 1 ơi, lớp 1 đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Hữu tưởng theo Marussia đi học. Evgeny Suat, Khánh Như dịch. Hoạt động tiếp theo, cô trò mình cùng ôn lại các phần ở trong bài. Các con hãy theo dõi và đọc lại thầm bài gửi lời chào lớp 1 và tìm trong bài thơ tiếng có vần út, vần ước. Trong bài có tiếng phút. Tiếng phút có vần út và tiếng trước, tiếng bước có vần ước. Tiếp theo, các con hãy tìm ngoài bài thơ từ ngữ chứa tiếng có vần út, vần ước, vần ước. Cô sẽ có một số từ mẫu như sau. Vần út. Các con nhìn vào đây, đây là hộp bút. Tiếng bút có vần út và vần ước. Đây là cái thước. Tiếng thước có vần ước. Và đây là cầu trượt. Cầu trượt, tiếng trượt có vần ước. Bây giờ các con hãy tìm ngoài bài từ ngữ chứa tiếng có vần út, vần ước nhé. Và cô cũng đồng hành tìm với các con những từ có vần út như em út, hoa râm bụt, sút bóng. Trong từ em út, tiếng út có vần út. Từ hoa râm bụt, tiếng bụt có vần út. Từ sút bóng, tiếng sút có vần út. Vần ước,
Cô tìm được các từ như sau. Thực dược. Từ thực dược, cả hai tiếng đều có mang vần ước. Ước mơ. Tiếng ước có vần ước. Ngước nhìn, tiếng ước có vần ước. Và vần ước. Cô tìm được các từ như vượt khó, lướt ván, xanh mướt. Vượt khó, tiếng vượt có vần ước. Lướt ván, tiếng lướt có vần ước. Xanh mướt, tiếng mướt có vần ước. Chúng ta sang hoạt động nói câu. Các con hãy nói câu có chứa từ hoa râm bụt, ước mơ, cầu trượt. Các con cùng nói câu với cô với từ hoa râm bụt. Trước cổng trường có hàng hoa râm bụt đỏ chói. Và từ tiếp theo, ước mơ. Cô sẽ nói câu, ước mơ của em sau này sẽ trở thành cô giáo. Và từ cầu trượt. Cô sẽ nói, chủ nhật vừa qua em cùng ba mẹ đi chơi cầu trượt ở công viên. Sang phần tìm hiểu bài, các con sẽ thực hiện trả lời các câu hỏi sau. 1. Chia tay lớp 1, bạn nhỏ chào ai và chào những gì trong lớp? A. Bạn nhỏ chia tay lớp 1. Bạn nhỏ chào cô giáo và chào bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi thân quen trong lớp. Tiếp theo câu hỏi số 2. Theo em, bạn nhỏ sẽ làm gì để cô giáo luôn ở bên? À, bạn nhỏ sẽ làm theo lời cô dạy để cô giáo luôn ở bên. Phần tiếp theo, các con hãy học thuộc hai khổ thơ cuối. Chào cô giáo kính mến, cô sẽ xa chúng em. Làm theo lời cô dạy, cô sẽ luôn ở bên. Lớp 1 ơi, lớp 1, đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Bây giờ, cô trò mình cùng chuyển sang hoạt động nói và nghe. Ở hoạt động ngày hôm nay, các con hãy trao đổi với bạn bè của mình về hai gợi ý sau. 1. Điều em nhớ nhất khi học xong lớp 1. 2. Điều em nói với thầy, cô dạy lớp 1 khi em lên lớp 2. Cô có một ví dụ cho các con sau đây. 1. Mình nhớ nhất là sự ân cần của cô mỗi khi giảng bài cho chúng mình. Khi được lên lớp 2, mình sẽ nói với thầy cô rằng mình rất yêu thầy cô. Còn bạn thì sao? Vậy thì các con hãy thực hành nói với các bạn mình nhé. Cứ mỗi lớp học, khi kết thúc năm học, các con lại phải chào tạm biệt thầy, cô giáo cũ, chào bạn bè, chào tất cả những gì thân quen của các con thường gặp hàng ngày ở lớp. Ở lớp học của mình, các con sẽ được lên lớp, các con được gặp lại thầy cô giáo, bạn bè mới và những năm tháng các con ngồi học ở ghế nhà trường, các con được nghe những lời dạy bảo của thầy cô giáo, cùng học, cùng chơi với bạn bè của mình. Và khi các con lớn lên, các con không còn ngồi ghế nhà trường nữa, các con sẽ thực hiện ước mơ cho tương lai của bản thân các con sau này. Các con đừng quên và giữ mãi những kỷ niệm thời thơ ấu của các con khi các con ngồi học dưới mái trường thân yêu, nơi mà có thầy cô giáo, bạn bè của các con nhé. Về nhà, các con sẽ thực hiện nhiệm vụ của các con. Các con có 3 nhiệm vụ. 1. Luyện đọc bài, gửi lời chào lớp 1. 2.
học thuộc lòng hai khổ thơ cuối. Và nhiệm vụ thứ ba, các con chuẩn bị đọc bài Kỳ nghỉ hè của em, trang 148. Lời dặn dò vừa rồi đã kết thúc tiết học hôm nay. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong tiết sau nhé.